Hello tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì qua tuần tới, vào thứ năm và thứ bảy tuần tới thì là sẽ diễn ra các cái trận đấu trường đỉnh cao. Thì mình cũng chỉ còn có 2 ngày là ngày thứ bảy và ngày thứ ba của tuần sau để mình test cái đấu trường thôi. Chính vì thế cho nên là ví dụ như là anh em có những cái phong cách nào để mà khắc chế đối thủ thì anh em cũng lên test hết đi, để mình xem như thế nào, hoặc là test xem các cái hệ đó thì nó có ăn được cái đối thủ của mình không. Ví dụ như là anh em có thể chuyển qua, ví dụ chuyển hệ anh em đang chơi qua Dark Lord để anh em có thể là xem là cái kèo giữa cái con nhân vật hiện tại của anh em khi với lại cái con nhân vật mà sau khi anh em chuyển thì cái kèo nào nó tỷ lệ thắng nó cao hơn thì anh em có thể cân nhắc anh em chuyển class. Hoặc cũng có thể anh em một phần là anh em có thể sử dụng chuyển nghề để làm gì. Một là anh em test, hai nữa là nếu mà anh em cảm thấy không ok, anh em quay về cái nghề cũ ấy, thì anh em cũng có thể là được reset cái bậc thầy cấp sao, cũng như là cái kỹ năng để anh em cộng lại, thì anh em sẽ tối ưu lại hơn trong suốt một cái thời gian mà anh em test, anh em nghiên cứu anh em nhé. Ok, thì hôm nay thì mình cũng mới tải cái bậc thầy cấp sao để mình nâng lại. Tại vì mình thấy có một số điểm nó chưa được tối ưu cho lắm, cho nên là mình sẽ cộng lại để cho nó phù hợp hơn. Tại vì càng lên các cái chuyển sinh cao ấy, thì cái việc mà anh em tẩy cái kỹ năng thiên phú hay là tẩy bậc thầy cấp sao là nó không thể tránh khỏi được. Tại vì mỗi một cái thời điểm ấy, các cái chỉ số nó sẽ thay đổi khác nhau, tăng giảm khác nhau, và phụ thuộc vào cái tính năng của con game nữa. Chính vì thế nên là anh em có thể cần phải thay đổi để mà nó phù hợp với cái meta hiện tại của anh em hơn, để nó tối ưu được cái hiệu quả và nó không có bị gọi là lãng phí cái điểm thiên phú anh em. Ok, thì như hiện tại mình ở đang cái tầm 98 ấy, thì các anh em cái chỉ số mà bỏ qua phòng ngự của anh em khá là cao, cho nên là mình sẽ không mình sẽ tạm thời mình sẽ không có mình sẽ bỏ cái chỉ số phòng nhá. Tại vì ở các chuyển sinh dưới thì cái chỉ số bỏ qua phòng ngự của anh em nó thấp, thì anh em sẽ tập trung vào để mà nâng cái bỏ qua phòng ngự để anh em giảm thủ đối phương, đúng không? Thì nhưng mà cái chỉ số lúc đấy thì nó cũng phải là chưa, cái tỷ lệ thì nó cũng chỉ tầm khoảng 60-70 thì nó vẫn là ok, nó chưa phải là quá cao. Thì lúc đấy anh em sẽ bồi thêm bỏ qua phòng ngự để anh em tăng được cái sát thương của mình lên. Còn với những anh em khác thì anh em lại lấy cái phòng, lấy cái phòng để, tại vì cái lúc bỏ qua phòng ngự, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự nó thấp ấy, thì cái phòng nó rất là hiệu quả. Nhưng mà lên cao á, cái bỏ qua phòng ngự nó cao rồi thì anh em lại không lấy bỏ qua phòng ngự nữa, mà anh em chuyển qua lấy các cái chỉ số khác để nó bù lại cái lượng sát thương. Còn nếu mà lấy bỏ qua phòng ngự thì nó sẽ bị phí điểm nhá. Còn nếu mà lên trên cao á, thì cũng tùy class thôi. Còn nếu mà anh em vẫn lấy thêm các cái điểm phòng thủ á, thì theo mình nghĩ thì nó bốc lên cũng không nhiều, nhưng mà nếu mà khi mà nó bị dính cái bỏ qua phòng ngự rồi thì cái điểm đấy thì nó lại gần như là nó bị phí anh em ạ. Cái điểm phòng thủ đấy nó gần như là nó bị phí, cho nên là mình sẽ bỏ phòng thủ, mình sẽ lấy qua né tránh nhá. Như mình đang chơi F9 này, mình sẽ thử, mình thử thôi nhá, chứ mình không nói anh em lên theo mình. Thì tại vì là một phần là mình thấy nếu mình lấy phòng thủ nó phí là cái thứ nhất này, hai nữa là nếu mà mình lấy né tránh ấy, thì khi mình tham gia các hoạt động quân đoàn ấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn so với việc mình lấy phòng thủ mà bị bỏ qua anh em nhé. Ok, đó thì cái mục đích chính của mình là như vậy. Với cái thứ hai nữa là hiện tại thì cái chỉ số giảm hoàn hảo của mình nó cũng tương đối là cao, cho nên là mình sẽ cân nhắc mình sẽ bỏ bớt cái búp sát thương hoàn hảo. Tại vì khi mà chỉ số giảm sát thương hoàn hảo của các anh em top mà tầm chuyển sinh 8 trở lên mà nó cao hơn cái búp sát thương hoàn hảo ấy, thì mình cũng không nên tập trung mình lấy quá nhiều. Tại vì khi đấy thì nó sẽ không còn tác dụng khi mà anh em PvP nữa. Tại vì tỷ lệ giảm mà cao hơn tỷ lệ tăng ấy, thì anh em có tăng bao nhiêu, tăng lên 50% mà nó vẫn thấp hơn thì nó cũng không còn hiệu quả nữa anh em. Cho nên là mình sẽ bỏ luôn cái búp sát thương hoàn hảo nhé, và mình chuyển qua mình lấy cái chỉ số còn lại. Còn sát thương xuyên, giảm sát thương xuyên tâm thì nó hiếm hơn, cho nên là mình vẫn sẽ tăng sát thương xuyên tâm vào để nó sẽ gây thêm được một cái lượng đam nhiều hơn khi mà PvP. Ok, đây, phòng thủ mình sẽ bỏ con này né tránh này.
À, cái né tránh thì nó sẽ liên quan tới là nó sẽ có hai cặp chỉ số anh em. Một là né tránh đi với chính xác, hai là tất né đi với lại tất tất trúng anh em nhé. Thì mình cũng không có hiểu rõ cái phương thức vận hành cụ thể của nó, của hai chỉ số này nó như thế nào. Nhưng mà mình thấy là nó sẽ đi theo cặp. Ok, ta sẽ chơi xuyên tâm này. Công, công mình sẽ phải lấy công rồi tại vì nó búp cho bé anh em. Ok thì búp sát thương hoàn hảo mình sẽ bỏ nhá. Tại vì không hiệu quả thì mình sẽ đổi qua mình lấy nhát thương chí mạng này. Thì nó sẽ hiệu quả hơn cho cả con bé lẫn người. Ok, mình sẽ mở nhạc một chút xíu trong quá trình tăng em nhé. Để nghe cho nó hấp dẫn hơn anh em. Thiết kế hoàn hảo. Rồi cái gì Xem đây? nghe đêm nhạc hảo hảo Music Box. Rồi quảng cáo này. Ok, thôi để mình mở nhạc trên máy tính đây. Ok. Đây, tốc độ tấn công và nhân đánh chí mạng thì mình cũng sẽ lấy nhân đánh chí mạng luôn anh em nhé. Thực ra cái tốc độ tấn công này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà thứ nhất là cái tốc độ ra đòn này và cái tần suất ra đòn cũng như là cái hồi CD. Tại sao? Tại vì khi mà anh em tốc độ đánh cao á thì anh em sẽ dồn được cái kỹ năng ra nó nhanh hơn. Thì khi đấy thì cái lượng thời nó sẽ đưa cái dàn kỹ năng của anh em vào cái thời gian chờ sớm hơn. Từ đó thì cái việc mà ra được các cái kỹ năng thì nó cũng sẽ nhanh hơn là nếu mà anh em tốc độ đánh thấp anh em nhé. Ok, khá yên tâm. Khá hoàn hảo thì anh em vẫn nên lấy, tại vì sao? Tại vì nó ảnh hưởng tới cái tần suất mà ra được cái đòn hoàn hảo. Với cái đòn hoàn hảo tức là anh em khi mà ra cái đòn đấy thì nó sẽ ở dựa trên cái lực đam tay to nhất của anh em. Ví dụ như bình thường anh em không đánh hoàn hảo thì cái nó sẽ có thể là sẽ ra ngẫu nhiên cái lượng sát thương là từ min cho tới max. Nhưng mà khi ra hoàn hảo thì nó mặc định là nó sẽ là sát thương max đòn đánh tay. Cộng với cái tỷ lệ búp thêm phần trăm đấy thì nó sẽ cộng thêm anh em nhé. Ok, nhân anh chị mẹ. Ok, sẽ lên giảm sát thương hoàn hảo nhé. Để hạn chế cái việc búp đam hoàn hảo, nhận thêm đam hoàn hảo từ đối phương anh em. Bỏ qua phòng ngự sẽ bỏ này. Kháng xuyên tâm lấy này. Tăng sát thương xuyên tâm này. Kháng hoàn hảo lấy này. Anh chị mẹ tôi đang cầm. Ok. Thì ra mình cũng chỉ sửa một số điểm thôi. Anh chị mẹ này. Giảm sinh tâm này. Nói chung là ngồi buồn buồn nên là cũng muốn thử hết cái kiểu này kiểu kia anh em. Ok, mình sẽ lấy thêm tốc nhá. Thử hết kiểu này kiểu kia để xem cái phong cách nào và cách cộng điểm nào nó hiệu quả. Thì mình sẽ giữ. Ví dụ như là lát nữa mà mình vô mình đánh mà mình thấy cái sau khi mình reset ở cái cấp sao mình đánh bên kia nó không ngon hơn thì mình sẽ lại reset lại, mình sẽ cộng lại. Ok, mình sẽ lấy thêm một ít thủ nhé. Tại vì cái việc bỏ búp sát thương hoàn hảo mình lấy cái này chí mạng thì nó cũng đã tương đối rồi, nó đã bù qua lại được những chỉ số đấy rồi. Cái hoàn hảo. Hồi nãy thì nó có một cái đây, cái này là giữa 5% bỏ qua phòng ngự đây với lại 5% kháng hoàn hảo hoặc là
5% bỏ qua phòng ngự với lại 5% giảm sát thương xuyên tâm. Thì anh em vẫn lên lấy là giảm sát thương xuyên tâm anh em nhé. Tại vì để mà lên được 5% giảm sát thương xuyên tâm này nó cực kỳ khó. Nó rất là khó. Tại vì ví dụ như anh em nâng một cái cờ chiến mà anh em điêu văn lên thôi, anh em tăng bậc lên thôi, là anh em phải tăng tới 15 hoặc là 25 thì nó mới cho anh em được 5% giảm sát thương xuyên tâm. Mà ở đây anh em mà cái bộ qua phòng ngự thì anh em có thể lấy được khá là nhiều từ bộ cũng như là từ trang bị ấy, cũng như là từ cái rèn bộ, cho nên là anh em không lên không cần phải lấy cái này quá nhiều. Với lại cái tỷ lệ bộ qua phòng ngự này nó cũng tương đối cao rồi, cho anh em lấy thì nó cũng hơi phí điểm anh em. Nói cho nên mình sẽ không có tập trung mà lấy cái bộ qua phòng ngự này nhá. Và với lại cái class ép trí ấy thì nó đam chủ yếu là nhờ cái con vét. Thì mình sẽ chủ yếu còn cái đam từ cái nhân vật ấy nó sẽ ít thôi. Và cái con ép chí nó cũng không được hưởng lợi từ cái việc mà bỏ qua phòng ngự là quá nhiều. Cho nên là mình sẽ không có lấy bỏ qua phòng ngự nhá. Nó không giống nhiều đó nó lực anh em. Ok. Không. Kháng xuyên tâm. Kháng xuyên tâm vẫn phải lấy ưu tiên hơn này. Dẫn sát thương nào. Ok, vậy thì tổng quan chỉ số mình sẽ lấy được 2.400 né tránh nhá. Rồi ok. Mình sẽ gỡ món này xuống. Đôi khi có những cái lúc mà nó bị lắc chỉ số đó anh em. Nó lắc chỉ số, nó dẫn tới việc cái chỉ số của anh em khi mà anh em đánh thì nó sẽ bị giảm nhá. Thì một là có thể nhiều khi anh em thấy buổi sáng anh em tăng nhưng mà đến cái lúc anh em vào nó lại tăng lên cho anh em tới mấy trăm nghìn lực chiến. Mình cũng không có hiểu cụ thể nó như thế nào. Đấy mà rõ ràng hồi nãy là các chỉ số công và mọi thứ thì mình lấy đều y chang như nhau. Nhưng mà hình như mình đang bị tụt mất khoảng 300 nghìn lực chiến thì phải anh em. Ok. Thì hồi nãy mình gần gần tới 251.000 cơ. 251 triệu cơ. Ok. Giờ mình sẽ vô đấu trường mình test thử anh em nhé. Mùa này thì nó cũng khá là căng anh em. Thứ nhất là có mỗi mùa hơi buồn cho bác HA này thì không kịp chuyển sinh. Hôm nay là thứ bảy ngày mai thể ngày có thể là ngày mai bác ấy mở cooldown thì tới khoảng thứ năm thì lại vừa hết cooldown xong thì à, may ra thì có thể đấu kịp thứ bảy anh em, may ra thì kịp đỉnh cao của ngày thứ bảy đó. Cũng là một cái trong những kèo căng nha, tại vì bác HA này chưa lên chuyển sinh 8 nhưng mà lực chiến đã rất là cao rồi đấy, 233 triệu đó. Ok rồi. Bạn Lý Mặc Sầu này, Lý Mặc Sầu này, Đế Đức Mẫn này rất khỏe nha anh em. Bạn ấy lên full công toàn bộ. Tất cả các set đều là set mẫn. Nhưng mà có khỏe là arc này thì cũng là một trong những cái arc top server. Cho nên là full full toàn cả chuyển không luôn. Dã man. Úi trời ơi. Ba cái full vũ khí chúc phúc từ chuyển không cho tới chuyển 8 luôn. Đó. Ok. Cánh thì có cả cánh 4, cánh 7 luôn. Mình thì bị thua bác cái một cái cánh với này. Các cái vũ khí chúc phúc thì mình cũng không bằng anh em nhé. Rồi bác ấy lên full công. Đấy và úp các cái chỉ số ẩn của con arc này rất là nhiều. Cho nên là đánh cực kỳ thấm. Ok, mình sẽ vô mình test trước một trận đi. Mình xem chiến báo này. Mình sẽ vô mình test trước một trận miễn phí để mình auto xem là nó có hiệu quả không. Ơ chết rồi. Quên xét lại cái... quên xét lại auto kỹ năng này anh em. Do ba cái có phượng anh em ạ. Mình thì
chưa đầu tư con Phượng mà cũng chưa lên VIP 12. Ok không sao. Ủa, mạnh chưa, anh em thấy sốc đam kinh không? Quá khủng khiếp nha. Đấy là mình đang lấy thử cái con bét. Cái con bét mà gọi là tăng thêm cái tỷ lệ choáng ấy. Ok, để mình chỉnh lại cái này chút xíu. Cái này nó đang hôm qua mình đang bót cho nên là mình sửa lại. Chứ không có để vô đây được. Để vô đây là toang ấy nha anh em. Sẽ để cái chút gió này vô đây đi. Cái bút sức mạnh tinh thần cho chính mẹ mà. Rồi. Ok. Rồi, test lại thử xem. À, đánh với bác Lý Mặc Sầu này đấy là chưa có đánh trực trực tiếp nhá. Chưa đánh trực tiếp thì ạc còn khỏe hơn nhiều nha anh em. Sọc đàm dã man. Mình sẽ chạy một chút để mình câu. Nếu mà đứng im ở trong cái bãi độc đấy thì tỷ lệ được đi ngủ nó khá là cao anh em ạ. Nói chung là đánh với Đế Đức nó có cái nhiều anh em bảo là phải chạy ra khỏi cái đầm độc, nhưng thực sự là nhiều khi nó cũng rất là khó chạy, tại vì với những anh em mà combo, một là cái auto nó xếp chuẩn, hai là anh em mà combo chuẩn ấy, thì gần như là bị giữ chân ở trong cái bãi độc với anh em. Nếu mà anh em cố tình anh em vùng vẫy chạy ra ngoài ấy, thì cái trong cái quá trình anh em chạy ra là anh em đã ăn đủ cái combo của người ta rồi. Thì nên là mình sẽ chọn cái cách là mình sẽ đứng lại. Mình sẽ chọn cái cách là mình đứng lại nhá. Để mình chơi trực tiếp luôn. Chứ để sốc bác ấy chết sớm thì mình cũng đỡ mất máu chứ. Ok. Nó có một cái của cái con bét khi mà anh em lên cái ở chuyển sinh cao á. Cái con bét mà từ tâm thiên linh á, nếu mà anh em lên được 18 sao á thì nó sẽ có một cái hiệu ứng là giảm bỏ qua cái hiệu ứng hồi phục kháng hồi phục của mục tiêu trong vòng 5 giây. Ví dụ như là nếu mà anh em bị kẻ địch ví dụ như là bỏ qua hồi phục 80% đi hoặc là 100% trong cái khoảng thời gian đấy, ví dụ như đắc lót hay là ép các thứ chẳng hạn, thì nếu mà anh em có cái thiên phú của cái con đấy, nó đây mình mở cho anh em xem luôn đây, thì anh em sẽ không có bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng đấy nữa trong vòng 5 giây nhá. Thì tất cả những kỹ năng hồi phục máu của anh em hay là thiên phú thì nó sẽ đều có hiệu quả hết. Như vậy thì rất là ok nha anh em. Cho nên là đột phá từ mốc 9 lên 12 là một cảnh giới khác, từ 15 lên 18 thì nó sẽ ra một cảnh giới khác. Ok nha. Đây hoặc như con này.
thì đột phá lên 18 nó sẽ thêm được 5% xác suất đánh gấp đôi. Tỷ có nghĩa là nó búc công nên rất là ngon nha. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình đánh thường nhá. Mình gặp bác HA này. Bác Lý mặc sầu thì bác ấy không có mua lượt đấu trường ấy. Cho nên là khi mà mình đánh trong đây thì mình lại không gặp được để mà test dam nhá. Cho nên mình chỉ mình nên là mình sẽ ưu tiên test ở phía bên trong cái đấu phi, còn đánh với bác HA thì mình sẽ đấu ở bên ngoài thôi. Bác HA này thì rất là mạnh nhưng mà bị một cái lợi thế là bị thua chuyển sinh. Chứ không nếu mà ngang chuyển sinh là bác ấy đánh đau lắm anh em. Còn bác Lão Chí thì anh biết là cái tỷ lệ sốc mà đam của nó là nó cao cỡ nào rồi. Đó. Sốc một phát là đi ngủ về thành ngay lập tức nhá. Nó cho nên là việc mà mình bỏ cái con tử tâm kia có khả năng là cũng chưa phải là một cái lối chơi hay đâu anh em. Tại vì bỏ con tử tâm nó xuống thì mình sẽ gần như bị mất đi một cây máu nữa. Tại vì con tử tâm nó búp cho mình tới 80% cái khiên max HP cơ. Đấy. À, có một cái mẹo khi anh em đánh đấu trường của con F9 này là anh em nên gọi đệ trước khi anh em vào đấu nhá. Tại vì con đệ thì nó sẽ đi theo anh em vào trong được đấu trường luôn. Thì như vậy thì anh em sẽ tiết kiệm được cái một cái đợt gọi con đệ ra. Còn nếu mà anh em không gọi đệ mà anh để vào trong anh em mới gọi thì khi mà con đệ của anh em nó chết ấy, ví dụ như gặp đê đúp đi. Đê đúp thì nó mà thả một cái kỹ năng mà đam AOE ra thì gần như là cái con đệ của anh em nó chết luôn. Đấy, cho nên là con đệ nó sẽ không có sống được. Cho nên anh em cần phải tối ưu cái con đệ trước khi mà anh em vô đấu trường. Rồi, một cái thứ hai nữa ấy, là có một cái là anh em có thể gọi đệ sau, chứ anh em không có gọi đệ auto nhá. Ví dụ như là khi mà anh em vào đi thì, anh em để trong cái thời gian mà anh em thì có kiên hưu, nhưng mà cái con đệ của anh em nó không được nhận kiên hưu nhá. Cho nên là nhiều khi địch nó đang sốc đam trong vòng mấy giây đầu ấy, là cái con đệ của anh em nó lăn ve nó chết rồi. Cho nên là ví dụ anh em mà có thể là gọi đệ sau khoảng 2 đến 3 giây ấy, thì anh em sẽ hạn chế được cái lượng đam mà con đệ nó nhận phải. Đấy. Từ đấy thì khi mà hết anh em kết thiên hiêu thì, hoặc là kẻ địch hết thiên hiêu thì nó con đệ nó sẽ dồn đam được nhiều hơn. Đấy, như hồi nãy anh em thấy cái trận mình đánh với Lý Mặc Sầu ấy, là gần như là cái con đệ của mình nó chết sau đó tầm khoảng 5 giây là 5 hay là 7 giây gì đó là chết ngắt rồi anh em. Không sống nổi. Thì năm Linh server này thì mình chỉ có bác HA với bác Lý Mặc Sầu thì hai cái kèo khá là căng thẳng thôi. Còn mấy anh em khác thì mình thả auto cũng ok anh em. Nên là mình không có kỹ năng nhiều. Ok, thì còn nhưng mà nếu mà để anh em PK với con ép á thì anh em có thể là đi ra ngoài đó khoảng sau khoảng 2 giây nhá, 2 đến 3 giây. Bắt đầu là anh em mới bật cái auto về lên. Và anh em khi mà gần hết kin heal thì bắt đầu anh em búc. Trong thời gian mà kin heal á thì anh em sẽ đánh tay này. Và anh em búc các cái kỹ năng mà phòng thủ lên để ghi hết kin heal thì kẻ địch sẽ không có sốc chết được anh em. Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là khi mà anh em đánh tay như vậy á thì các cái kỹ năng của anh em nó sẽ không được sử dụng. Thì khi mà hết kin heal anh em thả tay ra, tất cả các kỹ năng đấy nó sẽ được bung ra đồng loạt thì cái việc sốc đam đối phương nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đặc biệt là với các class ví dụ như là Dark Lord Chí chẳng hạn. À ok, đây mình ghép một trận với bác Lý Mặc Sầu đây. Nay mới được ghép anh em ạ. Mình thường khoai lắm. Ok, mình sẽ búp lên nhé.
Đấy, anh em thấy mình bị cái hiệu ứng giảm hồi phục không? Gần như là không hồi phục được nha anh em. May quá là còn chiến thắng được. Đấy, con đệ mình chết ngắc rồi. Trận này khả năng gì là thua. Tại vì mình vừa hết hết berry, hết choáng luôn rồi anh em. Ồ, may quá vẫn thắng anh em ạ. Đấy, đây lúc mà lên full công ấy bác, thì bác chơi theo kiểu gọi là cộng hai cái hệ thủ và hệ công là full hết luôn anh em, full thông dụng nhá. Đây, 1.99200 này, 93 này. Hệ nguyên tố lấy rất ít nên là gần như là cái sát thương mà đòn đánh tay á nó cực kỳ cao. Có người là chơi theo kiểu là mình dựa vào mình chứ không dựa vào ai hết anh em. Còn cái thiên phú nguyên tố thì nó theo kiểu gọi là khi mà có nguyên tố thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho anh em nhiều cái kỹ năng, nhiều cái điểm thuộc tính. Cũng còn chưa biết là cái thứ nhất là chưa biết là ghép nó như thế nào, tại vì mùa này thì bác lý bác sầu bác ấy không mua lửa, thành ra cho nên là tốt ấy, nhưng mà cái thứ hạng nó tụt tận bên dưới anh em, cho nên là không biết cái kèo ở đâu mà lần. Có thể là nhiều khi là mình gặp bác ấy ở ngay cái vòng loại, hoặc là bác HA sẽ gặp lý bác sầu ở ngay vòng loại nhá, hoặc có thể là nói chung là nó sẽ đan xen, có chắc chắn là sẽ hai top gặp nhau ở cùng một bảng mà loại nhau ngay vòng loại rồi. Còn nếu mà như bình thường ấy, anh em mà top mà anh em chắc chắn là ở 1, 2, 3, 4 ấy, thì top 1 và top 4 thì nó sẽ được chia ra một bảng riêng, chung một bảng. Còn top 2 với top 3 sẽ chung một bảng. Mục đích là để cho top 1 và top 2 gặp nhau ở cái trận đấu đỉnh cao, trận trận đấu chung kết. Nếu mà anh em win được top 3 và top 4 nhé. Mình thì mình sẽ vẫn mua full lượt. Mình mua full là để lấy cái quà mà thưởng đấu trường anh em. Nó sẽ thưởng cho mình các cái viên cường hóa gan. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ được thêm kim cương tím. Và được thêm các cái điểm để mình mua ở trong shop đấu trường. Đấy. Thì mình vẫn sẽ mua nhé. Tại vì 15 kim cương xanh trên một lượt ấy, thì nó so với việc mà anh em đi cầu nguyện anh em thì nó vẫn rẻ rất là nhiều, nên là vẫn ok. Thực ra ví dụ như nếu mà anh em mà muốn đánh cái con F này mà hit and run ấy, theo kiểu hit and run ấy, thì anh em sẽ bỏ hết toàn bộ những cái kỹ năng mà choáng anh em không có để vào trong auto. Đây ví dụ như anh em muốn hit and run đúng không, thì anh em sẽ bỏ hai cái kỹ năng choáng này, anh em bỏ hết ra ngoài nhá. Đấy, để mà anh em sẽ câu kéo được kẻ địch, anh em vừa chạy anh em vừa đánh. Cứ khi mà nó vừa hết choáng thì em sẽ bồi cái choáng tiếp theo để cho nó đánh cho cái con bét của mình nó đánh anh em. Đó, thì hit and run thì anh em sẽ hit kiểu vậy nhé, chứ mình không có dùng hai choáng liền một lúc đâu. Cái chiêu mũi tên cuồng kích này nó cũng là một trong những cái gây choáng này. Khi mà tỷ lệ mà của anh em ấy mà nhát đánh chí mạng nó cao ấy, thì nó cũng sẽ gây choáng, nó cũng sẽ gây choáng ở đối phương. Choáng thì cũng choáng rất là lâu nha, choáng thì cũng tới 2 giây đấy chứ không ít đâu anh em. Như càng lên chuyển sinh cao ấy thì nó sẽ ra những cái tính năng, ví dụ như là kháng tỷ lệ hồi phục, kháng cái thời gian choáng, có nghĩa là giảm cái việc thời gian mà nhận phải cái hiệu ứng xấu đi ấy. Ví dụ như là 2 giây đi. Ví dụ như thay vì bình thường anh em nếu mà đúng choáng của kỹ năng anh em là 2 giây đúng không?
thì khi mà anh em có cái hiệu ứng đấy lên ấy, thì hiệu ứng ví dụ như là giảm thời gian khống chế xuống 25% đi, thì anh em chỉ bị có là 1,5 giây thôi, thì cái thời gian choáng nó sẽ bị ít đi. Thì nó cũng kèm theo đó thì nó cũng sẽ ra những cái con thần thú mà nó tăng cái thời gian mà khống chế lên để nó đảm bảo được, ví dụ như là cái con ép đi, con ép cái kỹ năng và cái đòn đánh của nó gây ra cái đòn choáng rất là nhiều, thì những cái con mà con thần thú mà tăng cái thời gian mà khống chế lên ấy, thì nó sẽ bù lắp lại được những cái mà thiên phú giảm thời gian nhận hiệu ứng khống chế của các cái class khác, của các cái đối phương, của các cái bên địch thủ của mình anh em nhé. Đấy. Ok, đối phương mình mà đánh hết kinh hero rồi thì bắt đầu mình búp toàn bộ cái kỹ năng phòng thủ lên thôi. Mình búp cái con ép á, thì nó có một cái, hoặc là bất cứ một cái lá nào nó cũng sẽ có một cái kỹ năng để mà kháng lại, để mà giảm cái thời gian nhận hướng khống chế nhận phản, thì anh em có thể tận dụng nó để giảm được cái lượng khống chế mà anh em nhận, thì anh em sẽ chủ động hơn trong các cái pha giao tranh. Ok rồi, ok vậy là mình đánh hết 10 trận anh em nhé. Giờ cũng vào giờ bot gold rồi, mình quên mất này, mà đánh mà nói chuyện quá. Ok, mình vẫn đang làm cái soạn cái bài về đam bot của con ép chí này cho anh em, thì mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Ok rồi, sắp tới thì cũng có cái sự kiện đấy, thì sự kiện 27 này thì là sự kiện mà lấy đá bộ, và cũng như là các cái win 456. Nếu mà anh em, hoặc là anh em ở các cái server cũ thì chơi tầm trung có thể là lấy cái win 4 với cái giá rất là rẻ, chỉ có 5.200 kim nguyên xanh thôi anh em. Thì anh em có thể liên hệ với mình để mà tranh thủ mình lên đơn mình làm kim nguyên xanh trước. Tới cái thứ nhất là mình vừa lấy được cái lượt quay vòng quay may mắn ở cái shop sự kiện của Phan Phan Táp. Hai nữa là mình sẽ có kim cương xanh, để mà khi mà vừa ra sự kiện là anh em có kim cương xanh để em chơi luôn, chứ anh em không phải chờ đợi nữa. Nếu mà anh em lên đơn trễ thì ví dụ như tới cái ngày diễn ra sự kiện rồi thì có thể là bên mình sẽ nạp nó chậm hơn cho anh em một chút xíu. Thì anh em tới cái ngày ra đấy rồi mà anh em thấy mỗi anh em trong server mà đeo win 5, win 6 lên nhìn nó phê quá thì anh em cũng không chịu được đâu anh em. Cho nên là mình cứ nên chuẩn bị trước. Thì kim cương xanh thì nó mình không tiêu thì nó vẫn còn đấy thôi. Thì anh em có gì thì anh em liên hệ mình qua số điện thoại của mình là 0946 636 282. Thông tin thì mình có để ở phía bên dưới anh em nhé. Thì hiện tại thì mình có một gói, các cái gói là gói 3.715 kim cương xanh, tương đương với 690k. Một cái gói thứ hai là 1350, à 1370, tương đương với 7.400 mười mấy kim xanh nha anh nha, 7.600 mười mấy chứ, mình cũng không để im. Ok, để mình mở lại cái bảng này đi. Đó, 7.430 kim cương xanh anh em nhé, gấp đôi của cái gói 6.9. Còn cái gói thứ ba là 11.145 kim cương xanh, tương đương với 2.050.000. Rồi một cái gói mà siêu hot cho anh em mà chơi chơi event, hoặc là những anh em tay to, thì anh em có thể nạp cái gói là 6 triệu 9, là tương đương với hồi nãy là cái gói 3.715 kim cương xanh là 690k đúng không? Thì anh em 10 cái gói đấy thì anh em sẽ được tặng thêm một gói. Thì tổng kim cương xanh em nhận được sẽ là 40.865 kim cương xanh. Đấy. Ok. Giá rất là rẻ nha anh em. Để mà anh em có thể chơi event mà tiết kiệm tối ưu được. Còn về bảo hành thì mình sẽ bảo hành vĩnh viễn trọn đời cho anh em.
cam kết với anh em là không có bị tình trạng gọi là âm kim cương hay là refund nhá. Nếu mà có bị tình trạng đấy thì mình sẽ bồi hoàn lại 100% cho anh em đó, và mình sẽ bồi thường thêm chứ mình không có bồi thường riêng cái phần âm ấy đâu, cho nên anh em cứ yên tâm. Ok, số điện thoại thì mình có để bên dưới, thì mình chỉ xài một số điện thoại duy nhất thôi, là chính chủ của mình. Anh em mà có nhu cầu thì có thể nhắn tin Zalo cho mình anh em nhé. Ok, xin cảm ơn và chào tất cả anh em.